Anh đi đoàn gì, đoàn hát gì? Hồng Nhung ngày xưa là đoàn Hồng Nhung, bây giờ sao lại là đi đoàn Ánh Hồng ngày xưa. À, Hồng Nhung là cô Diễm Hoàng gì đó không ta? Hôm bữa hình như có hai người tới đoàn Hồng Nhung á. Dạ. Là đi với chú Vũ Linh, gặp chú Vũ Linh hoài luôn. Ngày nào cũng không gặp. Dạ. Anh làm cái gì trong cái đoàn Hồng Nhung anh? Làm sân khấu học đại. À, phía sau ha. Ánh sáng rồi đó ha. Âm thanh ánh sáng rồi. Hấp. Dạ. Thì hôm bữa là chị Hồng Nhung cũng có tới đây. Mời. Hồng Nhung cũng có tới đây để thắp nhang cho chú Vũ Linh với lại anh MC gì đó. Là anh hai anh em là đi chung á hả? Không đi riêng hả? Tại tôi lên đây tôi làm lâu rồi, từ lúc mà không còn đi nữa là tôi lên đây tôi làm rồi. Dạ. 10 năm rồi. Dạ. Không có anh trong đó. Không có anh trong đó. Năm mà đi với ổng là đi gần Tết á, là đi với ổng là tiền là xài đâu hết rồi. Dạ. Cho thì xài đâu hết rồi. Còn năm cho hả? À. Dạ. Với ta Bà Huệ đâu nè, dạ. Với Thổ Mỹ rồi. Dạ. Tại vì mình đưa ổng vô hát á, hát xong rồi dẫn ổng ra á. À. Thì đồn đâu. Làm sân khấu xong rồi thì chỉ có chiều thì chỉ có trách nhiệm của ai thì nó mới làm thôi. Giống như là bảo vệ cho cậu ra vậy ha. Đúng rồi. Để khán giả không có chen lắng á. Dạ. Có khi mà chỗ mà nó đông quá mình phải dẹp cái đường. Dạ. Khi mà xách ai đây nè. Dạ. Có quệ đôi xách quậy vậy, xách cho cái nách này đi dẫn chạy quậy vậy. Chạy. Chạy thoát khỏi khán giả hả? Rồi anh ở gần cậu Năm Vũ Linh rồi, có cái kỷ niệm nào mà nhớ không? Nhớ giữ nhớ nhất không? Anh kể cho khán giả nghe cho biết với anh. Nhớ nhất đi. Nhiều nhất là có một cái là đi với ổng, là con cái là ăn uống rồi là ổng thương lắm. Ổng lo hết ha. Dạ. Nhưng mà có một cái ổng gì là có một cái là ổng nhậu quá. Cái thứ nhất, cái thứ hai là ổng hút nhiều. Dạ. Hút nhiều rồi. Dạ. Ổng mà đi lên tập tuần là lúc nào cũng phải có điếu thuốc cho cầm tay á. Cầm trên tay ha. À. Dạ. Ổng đi cái xe mà Toyota mà đời cũ á, là trên xe ổng là lúc nào cũng phải có cái thùng mà để cái đó mà lắc xe đá để bia vô đó. Bia hả? À, lúc dạ. Nào cũng có. Vậy là cậu khoái uống bia ha. Toyota màu xanh cũ cũ, màu xanh đúng không? Đúng rồi, dạ, màu xanh xanh. Hôm bữa chị Hồng Loan có đi xe đó xuống đúng đây. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Anh cho em hỏi anh tên gì anh? Tên Trường. Anh Trường. Xin phép với anh vậy. Dạ chào chú. Dạ chào chú. Chúc chú có gia đình nhiều sức khỏe nha. Rồi rồi rồi. Lâu lắm rồi, đi tới 10 năm rồi. Dạ. Năm 90, 91 luôn mà. Lúc đó thời điểm mà hát có vé nhiêu 10.000. 10.000, 12.000. Thường là đi đâu hát nhiều anh? Về tỉnh nào nhiều anh? Cà Mau. Cà Mau. Cà Mau đi Kiên Giang nè. Đâu anh kể cái đi Cà Mau mà đi như thế nào, anh cực khổ cỡ nào. Hôm bữa em có nghe cái chú đó nó ở Cà Mau. Mỗi lần đi vô là dạ đúng rồi, đi xuồng đi ghe vậy phải không? Ghe. Mà tại vì trong đó nó không có đường hay sao? Không, cái thời điểm đó đường nó đâu có đâu. Mà mình chỉ đi ghe thôi, mình đi, tới đó có khi á ghe đậu ngoài này. Dạ. Chuyển đồ đi có khoảng chừng bằng xuống tới đây xuống tới cái cây kia vậy đó. Dạ. Nó xa vậy đó, giác á. Cực khổ cực lắm. Ngày xưa là đi, nói mà đi thì nó gian nan nhưng mà nó cảm thấy mình vui. Vui. Làm như con người mình nó tới cái mùa mà để đi làm đòn á, là tới cái mùa nó làm như mình hăng hái để mình đi. Ủa đi hát mà cũng có mùa nữa hả? Có chứ. Là sao anh? Có khi mùa nắng mùa mưa. À. Vậy là. Có khi bây giờ đó, nói câu giả sử bây giờ mà em muốn đi. Dạ. Là từ tháng 9 tháng 10 là đổ dài qua tới tháng 4. Dạ. Là yêu cầu gớt hột mưa xuống là em đi về. Tháng 9, tháng 10 tới tháng 4. À, rồi đi chỉ có mấy tháng thôi. Tháng đó nó mưa nó cực hả anh? Cực mà đi hát nó đâu có được, đâu có khán giả đâu mà để hát. Mưa quá người ta không coi ha. Dạ. Dạ. Rồi mấy tháng nắng thì bắt đầu mình đi làm. Đúng rồi. Thường đó là mình đi, nếu mà mình đi ha, đi đòn như vậy á thì người ta mời xã huyện mời mình xuống hay là mình tự tìm mình đường mình đi anh? Tự tìm. Mình đi nói riêng là mình phải có cái giấy phép. Dạ. Của sở văn hóa thông tin. Dạ. Đi xuống tới đó như bữa nay là em hát cái điểm này. Dạ. Đó, ngày mai là em phải có đi cái điểm khác. Dạ. Đi với ổng có cực, có cái vậy nè là em hát một đêm em phải giờ đi chỗ khác. Dạ. Đó, chứ còn mà lúc tới thời điểm mà hát cái tuồng mà Độc Thủ Đại Hiệp á nhiều lắm. Ở cái tuồng đó nghe nổi tiếng lắm á. Hát cái tuồng đó không gần cả 10 năm. Nghe nói là tới mấy ngàn suất gì đó. Đúng rồi. Dạ. Dạ.
rồi tới viết rồi hát rồi viết rồi tới không có ai nữa rồi bắt bà bầu lên hát luôn mà bà Diễm Hoàng đó. Bà hát luôn hả? Bà hát luôn đó. Là không có nghệ sĩ hay là sao? Có nhưng mà nó cái kiểu mà không có hợp cái vai á, hiểu không? Dạ. Không có phù hợp. Có bắt bà Diễm Hoàng lên hát luôn đó. Hát là cậu éo. Dạ. Ủa rồi hiện tại bây giờ mình có đi cho cái đoàn hát hay không anh? Nghỉ rồi. Thì cái thời điểm mà đoàn hát là không còn hát nữa thì khán giả nó càng ngày càng dần đi là không còn hát nữa thì thời gian mới nghỉ anh, sau lên. Dạ. Rồi nghỉ xong rồi mới đi lại cái thời điểm mà hát lúc đó là đi hát là dần chăn cổ nhạc. Dạ. Ngày xưa là đi hát cả lương rồi dạ. Sau lại hát dần chăn cổ nhạc. Rồi nói chung là tập trung là nhiều nè, Trọng Phúc nè, Thoại Mỹ nè, Nguyễn Kha nè, rồi Vũ Di nè. Dạ. Nhiều lắm. Nói chung là nhiều. Vậy là anh Vũ Di có hát đi chung với lại chứ cậu Năm Vũ Linh có, luôn. Dạ. Trọng Phúc cũng có luôn, rồi Thoại Mỹ cũng có luôn. Dạ. Nhiều. Anh cho em hỏi một câu tế nhị xíu là em nghe trên mạng có đăng tin và mọi người nói là cậu Năm Vũ Linh là không bao giờ biết hát nhép, có đúng không anh? Đúng anh rồi. Đi anh đi gần cậu Năm thì đúng, đúng không? Rồi, đúng. Không hát thật không ạ? Không hát thật không ạ? Dạ. Thì hôm bữa cũng có gặp chị gì ta? Đoàn gì đó? Đoàn Hồng Nhung. Đoàn Hồng Nhung, chị Hồng Nhung luôn phải không? Tên Hồng Nhung luôn. Đó là Diễm Hoàng. Dạ. Của đó là tất nhiên là đoàn Hồng Nhung đó là chỉ có con thôi. Dạ. Lấy cái tên là của con thôi. Dạ. Rồi bả là tên Diễm Hoàng. Tên Diễm Hoàng. Diễm Hoàng với Thanh Tâm hay là Thành Tâm? Dạ. Tâm á, cái gì Tâm á? Dạ, tại vì em muốn gặp giống như anh đi cận kề cậu Năm nhiều á, nên em muốn hỏi cái câu đó để xác minh lại nhiều lần cho khán giả, lỡ có ai nói cậu hát nhép là mình có cái bằng chứng là cậu Năm không bao giờ biết hát nhép. Đúng rồi. Dạ. Cái hát là dạng như kiểu hát sống á. Dạ. Như ngày xưa là kiểu bà hát sống á. Sống ha. Hồi xưa hồi lúc đó là hát bằng bông bí ha, bằng gì à? Bằng bí hay bằng lo? Có lo chứ. Lo ha, có lo rồi ha. Có chứ. À. Quá tuyệt. Ngày xưa là đi là hát là một cái micro là tất nhiên là kéo á, dây hả anh? Kéo dây á. Là cái... sau này là hát cầm cái mi, rồi sau nữa là hát cái có cái lo cái lấy mà giống như cái điện tử có cái cục đây nè, không dây bộ đàm, giống bộ đàm à, bộ đàm không dây á. Dạ. Cái thời điểm đó còn cái dây là kéo là do mít có dây phải không? Rồi, người ở trong kéo ha. Ngày xưa lâu rồi, cái thời đó là lâu lắm rồi, cái thời mà còn kéo dây là lâu lắm rồi. Dạ. Trời quá tuyệt vời luôn, được gặp anh mà đi chung với cậu Năm mà chia sẻ gì khán giả rất là thích nghe những cái câu chuyện như thế này luôn á. Tại có ai mà mấy có ai mà biết cơ. Mà hát tôi nhớ là lúc mà hát với cậu Năm á là hát cái vé có 12.000 mà hát ở Đầm Môn. Đầm Môn Cà Mau ha? Không, Đầm Môn là đi đường ở đi đường gì đi vô nào, quên rồi. Nhưng mà nó giáp ranh với thằng biên giới. Dạ, biên giới ha. Dạ. Nó trước khi mà vô đó là thấy nản luôn đó. Không thấy một bóng nhà mà hát, nó nói là một đêm 7-8 ngàn khán giả khi mười mấy ngàn khán giả. Ủa không có nhà sao mà khán giả đâu ra? Ở bên kia nó qua bên sông hả? À, tại vì nó cách nhau có con suối, khi mà mình muốn đi á, đi. Dạ. Xem hát á, là phải thêm xách theo bộ đồ lội suối hả? À, lội suối xong rồi qua bên đó mới thay cái bộ đồ ra rồi. Dạ. Mặc bộ đồ này vô xong đi coi hát xong rồi đi ra phải mặc cái đồ ướt vô rồi lội qua con suối. Dạ. Xong mới đi về. Cái đó anh chứng kiến thiệt luôn hả? À, trời ơi, nó bình thường. Còn còn hát. Dạ. Ở bên ở gần Hào kìa nó mới giữ. Tất nhiên là ở ngoài là vô là không có đường vô, phải leo một cái gào qua một cái thang, leo lên cái thang nữa rồi vòng bên kia nữa rồi xong rồi đều đi xuống leo được vô tới rồi gặp rồi phải xuống dạ sân khấu phải ngồi phải thở đông đến mức độ đó. Trời hay ha, hát ở cái chỗ anh nói là không có nhà mà bên kia là giống như mình đi lo cho người ta biết ha. Đúng rồi, mình đi quảng cáo mà. Cho người ta biết. Mà thường ở đó là hát cái đó là một cái bãi đất trống là. Đúng như rồi, thế nào? Bãi đất trống. Giống như sân banh rồi ha anh. Đó thì ngày xưa thì chỉ có sân banh thôi chứ. Dạ. Gì khác hơn nữa đâu. Dạ. Hay quá. Nghe tới băng rôn mà có tên Vũ Linh là gọi là coi như là banh rạp ha. Vũ Linh, Thoại Mỹ,
chắc mấy người bán vé thời đó chắc mệt à, xé vé mệt à. Nhưng mà nó có một cái, có khi mà đến mấy cái chỗ mà nó mà ít lắm, ít cái thời điểm mà vô mà hát mấy cái chỗ mà chiều mà nó gần mưa, mưa mà nó không có khán giả, khi khán giả ít á mình trả vé lại, có khi nó cũng có cái nhiều nhiều trường hợp. Cũng có trả vé nữa hả? Có chứ. Là có nghĩa là khán giả ít quá mình không có hát luôn. Đúng rồi, mình hát hát thì mình lỗ. Dạ. Thì thôi không hát. Dạ. Mà ngày xưa đi đâu có một đoàn, hai đoàn à. Dạ. Đi hát một điểm đó thì đi tỉnh có khi nó hát lên. Sau cái thời điểm đó là đi hát cá lương xong rồi thao thời điểm hát dằn chăn cú nhạc á. Dạ. Là một đêm á, ông phải chạy hai show hoặc là ba show. Chạy mà sao không anh? Chạy cách nhau bằng 10 cây, 10 mấy cây trở lại. À cũng gần ha. Đi xe hơi mà cũng khỏe. Dạ. Cái thời đó là cậu mà chạy show mà bằng xe hơi chắc có lẽ là cái cách xê cũng cao à. Không, cậu có như có 10 mấy triệu gì đó. 10 mấy triệu. Điểm đó là 10 mấy triệu rồi sắm biết bao nhiêu vàng mà nói. Mua được mấy cái nhà hả? Dạ. Lúc đó vàng như là nó rẻ đó. Dạ có 300 mấy ngàn chỉ à. Cái thời điểm mà 91-92 thì cái thời điểm vàng đó nó có được cao. Dạ, dạ. Một cây có 3 triệu mấy, 4 triệu. Thì hát đêm thì chạy ra tới 3-4 cây hả? Mười mấy triệu, 3-4 cây vàng. Quá thiệt. Cái này là cái chia sẻ ngoài hát lời mà hay. Nó có một cái đó, hát ở chỗ ngay chỗ mà thứ 11 á. Là lúc đó là bà già nuôi là kêu bà Diễm Hoàng là bà già nuôi. Dạ. Là bà trả cho cậu Lâm là 25 triệu. Wow. 25 triệu là bà mua tặng cho thêm cộng dây nữa đó. Dạ. Lúc đó là cậu Năm là ngôi sao hạng A rồi ha. Đúng rồi. Dạ. Chín hai là 93 gì đó nhớ mày mãi lâu lắm rồi. Anh kể như vậy còn dữ hơn cái cô hôm bữa cậu ở Cà Mau cũng kể nữa. Cậu nói là đi coi hát cậu Năm là phải đi qua xuồng thôi, cầm đèn rồi đi không có một bóng người nữa. Thì cậu kể thì cũng bình thường thôi mà anh kể như thế này còn dữ hơn nữa. Nó có cái gì nè, tất nhiên khi mình đi vô mấy cái xã hoặc là mấy cái huyện, yeah, tất nhiên là nó không có cái lộ xe, yeah, thì mình buộc lòng mình phải đi xuồng. Yeah. Nó có khi mà anh tên anh thật, nếu mà bây giờ ngày xưa mà đi đó là đi coi cả lương á, là đi coi hát á, là phải từ 1-2 giờ là phải đi cầm chiếc chiếu để chạy để dành chỗ á. Dành chỗ mà để ngồi để coi á. Thường là mấy giờ sẽ hát anh? 7 giờ hát mà 1-2 giờ trưa là đã đi rồi. Thì đi mình đi dành cái chỗ mà ngồi hả? Ngày xưa mà trải chiếu vậy nè, chứ không có ghế. Ngày xưa đâu có làm gì có ghế. Dạ. Đâu có ghế đâu, vậy ghế là thời gian sau này thôi, là nhưng lúc mà đi làm dàn chăn cổ nhạc á là dạ, mới có ghế thôi chứ dạ, ngày xưa mà đi hát đó đâu có ghế. Trải chiếu hoặc lót dép ha. Hả? Chạy chiếu hoặc lót dép ngồi. Lót dép có khi có chỗ thì lót giấy, có chỗ lót giấy đứng lúc bán vé như giờ đó. Hả? Nhưng mà cũng bán vé như giờ đó. Thì cũng bán vé thôi, vẫn bình thường. Dạ. Chỉ có điều là có ghế thôi. Đúng rồi. Nhiều. Dạ. Rồi thời gian là đi không còn đi bên bà già nuôi nữa thì đi nhiều lắm, đi đoàn ca nhạc. Đi chào bà già quá, chú Nông Quy nè, là bên Gò Dầu Tây Ninh á. Dạ. Thì đi đoàn nhiều lắm, đi đoàn ngày xưa là đầu tiên là đi đoàn ca nhạc đó là Duyên Tình là của Mãi ở Cà Mau á. Dạ. Rồi sau này đi đoàn của ông Tư Tình Yêu là đoàn cái đó là Ngọc Hiếu á. Dạ. Đi đoàn ca nhạc á là đi đoàn Ngọc Hiếu, rồi sau đi đoàn ông Dũng Quốc Anh. Dạ. Nhiều. Nhiều đoàn ha anh. Nhiều. Rồi đi qua sau này thời gian đi làm chợ thương mại rồi đi đoàn của bà già của thằng Trương Đăng Quy á. Dạ. Đó cái thời điểm đó, đi cái chào mà Lâm Minh đồ đó. Đó là Chu Năng Quy, Chu Năng Tứng, Chu Năng Hùng rồi đó. Ba anh em đó. Dạ. Nhà nó Gò Dầu Tây Ninh nè. Dạ. Nhiều đi nhiều lắm. Đi, tính ra đi cả chục năm à. Làm đoàn đi cả chục năm mà sao cái thời rồi xong bắt đầu càng ngày càng dần đi rồi mình mới lên đây, nhưng mà quê là gốc gác là ở Cà Mau mà. Dạ.
tìm được những người mà anh đi cày cặn với cậu mà chia sẻ được gì. Thật sự khán giả rất là thích coi và thích nghe những cái lời chân thật và chia sẻ như vậy lắm. Ít ai biết. Bây giờ nói chung ra giờ tôi còn số của ông mà đó là Trọng Phúc nữa chứ không? Dạ. Ca sĩ Trọng Phúc. Dạ. Dạ. Khỏi số ổng tôi còn khỏi luôn tôi cũng nhớ. Nhớ luôn à, đi kiếm quen nhớ luôn. Nhớ trong đầu luôn á, khỏi luôn tôi nhớ. Dạ. Bây giờ nói ra cái khán giả điện sùm hết quá. Nói thiệt thật sự luôn. Dạ. Quá quý luôn anh. Tại vì á, ngày xưa là đi đoàn tây nhạc, ngày xưa là hát nè. Là sau thời điểm đó, đầu qua đi cái lương xong, cái đầu nghỉ không đi nữa. Rồi đi với đoàn ca nhạc nè, ngày xưa là đi chỉ hát có một sao thôi. Mà hát vé có 10.000, ngày xưa hát đi Trọng Phúc nè, Chế Phong nè, rồi Ngô Quốc Linh nè, Mã Thái Sơn nè, ôi nhiều lắm. Vậy là tất cả các nghệ sĩ đều là cải lương hết hả? Đâu, cả nhạc riêng, nhạc cả lương riêng chứ. À. Nhưng mà ngày xưa là ông Trọng Phúc là ông nằm về bên trung tâm ban nhạc Rạng Đông. Dạ. Là ông ngày xưa là ông ca nhạc, rồi dạ. Sao ông mới đi Mỹ, ông gặp là bà Lệ Thủy, là dạ. Mấy ông qua ông hát cả lương đó. Dạ. Ngày xưa là ông ca nhạc mà. Dạ. Ổng là nổi nhất là chỉ có cây cầu dừa đó. Cây cầu dừa là của ổng. Dạ. Cây cầu dừa mà sáng tác của Ngọc Sơn không? Ai cũng có một cái bài. Mà ổng là nổi cái thời điểm đó là cây cầu dừa. Dạ. Nếu mà chín dòng sông Hò Hẹn rồi đó là của ổng đó. Dạ. À, chia sẻ những cái lời chân thành và của cái kỷ niệm với cậu Nam Vũ Linh. Thì đây là những cái lời chia sẻ thật sự rất là quý báu. Khán giả nghe được những cái này á, thật sự là rất là thích luôn á. Em còn thích nói gì khán giả. Cảm ơn anh rất là nhiều nha. Dạ, em chúc anh nhiều sức khỏe và xin chào anh nha. Dạ dạ. Dạ, đó là những gì mà chia sẻ của một anh mà đã ngày xưa đã từng đi với cậu Nam Vũ Linh, đã từng đi đoàn, đi ra những cái miệt vùng sâu vùng xa cả nhà, những cái vui buồn, những cái cực khổ và những cái thăng trầm trong cái đoàn gánh hát của cậu Nam. Thì đây là chính là những cái video thực tế chính xác nhất, thật nhất tại mộ của cậu Nam Vũ Linh mà em hỏi được từ một khán giả. Anh ấy là làm hậu đài ánh sáng âm thanh ở phía sau hậu đài. Có những kỷ niệm đó thật sự là quý báu, mong là khán giả yêu thương ủng hộ em. Hãy đăng ký kênh, chia sẻ và like. Có lẽ là em xin tạm thời ngừng cái video này ở đây nữa để tiếp tục tìm và hỏi thăm những cái khán giả ở đây. Nếu biết được về thông tin của cậu Năm hoặc là mộ cậu Năm có gì thay đổi, có gì lạ thường, bất thường, lạ thường gì đó cả nhà. Ví dụ những cái gì mà nó hay thì bắt đầu em lại tiếp tục chia sẻ cho cả nhà. Và bây giờ em xin chào cả nhà, chúc cả nhà buổi trưa thật là vui vẻ, may mắn và hạnh phúc. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.